Xin chào các bạn, mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail tại trung tâm Honey Beauty. Thì hôm nay mình cùng với các bạn sẽ tâm sự mỏng mỏng với một bạn học viên nam đang ngồi kế bên mình. Thì chào bạn tên gì vậy? Tài. Bạn này tên Tài. Bạn Tài đang theo học cái khóa gì tại trung tâm Honey của mình? Đang học khóa double. Bạn đang học khóa double. Thì hôm nay là được bao lâu rồi nhỉ? Được một tuần. Được một tuần. Nhưng mà mỗi ngày thì mình dành ra bao nhiêu thời gian để mình đến lớp mình học? Buổi sáng em bận cho nên buổi chiều em mới đi thôi. Vậy là bạn Tài được học được một tuần nhưng mà chỉ học buổi chiều thôi. Thì bạn đã làm được những mẫu nào rồi? Làm được ombre, rồi marble, với bột cơ bản. Có nghĩa là mình biết là cách lấy bột, mà kéo bột, mà kỹ thuật cắt bột, một cục, hai cục hoặc là nhiều cục. Và mình đã lên được những cái mẫu design khó như là ombre, marble hay là những cái mẫu design cơ bản như là đắp bột, màu cũng như là đắp kim tuyến rồi phải không? Dạ đúng rồi. Wow, mới có hơn một tuần thôi mà mỗi ngày chỉ học có nửa buổi mà học được nhiều lượng kiến thức vậy luôn hả? Vậy bạn thấy sao so với những ngày đầu? Ngày đầu thì cũng khó mà ráng kiên nhẫn làm được. Nếu như khó như vậy mà không biết theo như bạn đánh giá đó là bạn làm được là do bạn giỏi sẵn hay là nhờ có sự khuyến khích động viên của cô giáo đây, hay là do cái cách dạy của mình đó làm sao? Bạn nói giùm mình vài câu nè. Do cách dạy của cô giáo dễ hiểu, với lại mình từ nhà tự tập. Rồi thì nói chung là làm cái gì cũng vậy, ngay cả nghề nail hay là bất cứ một nghề nào gì thì ngay phần phút ban đầu của chúng ta luôn luôn có những cái khó khăn lúc đầu phải không? Nhưng mà cái gì cũng không có qua cái sự luyện tập và có định hướng, có sửa sai, có biết được cái sai của mình để sửa thì cái tay nghề của mình nó càng ngày nó càng lên, đúng không bạn? Nhân thấy trong nghề nail á, đa phần là những làm đẹp là làm đẹp cho nữ, nhưng mà những người nam mà đi làm thợ thì cũng khá hiếm, nhưng mà không phải là khá hiếm mà cũng không phải là quá ít. Nhưng mà những anh nam mà đã chịu làm rồi thì làm rất là đẹp. Tại vì những cái anh nam thì có được cái sự logic, có được cái sự nhanh nhẹn nắm bắt. Bạn có thấy cái đó là cái ưu điểm của mình không? Em là chỉ thực tập nhiều thôi chứ không phải là mới vừa biết làm liền. Vậy là đúng là cái gì cũng không có qua là thực hành phải không? Dạ. Có một số lời đồn rằng nam giới làm nghề nail thì cũng rất là thăng hoa và làm rất là đẹp. Thì bạn thấy cái câu nói đó hay là cái cảm nhận hay là cái cách nghĩ đó là như thế nào? Nó đúng không? Cũng có thể tùy khả năng của mỗi người, nhưng mà thường là thường phù nhiều hơn chứ. Như bạn học cắt bột này không á, tại trung tâm á, thì cái phần cắt da hay là những phần khác thì sao? Bạn đã biết nghề rồi. Dạ thì em biết rồi, sơn gel em cũng biết rồi. Chị em chưa biết cấp 1 thì em mới học. Mà bạn có định hướng gì cho mình hay không? Ví dụ như là bạn học cấp 1 này để ở Việt Nam hay là để đi nước ngoài hay là để như thế nào? Học này để em đi nước ngoài lắm. Rồi, cảm ơn bạn những cái lời chia sẻ vừa rồi. Và mình chúc bạn là có được cái khóa học trọn vẹn và nâng cao thêm tay nghề để kiếm được rất là nhiều tiền ở đất nước khác. Cũng như là mong bạn giới thiệu thêm nhiều học viên đến trung tâm nha.